Tiếp thống đốc tỉnh Niigata Nhật Bản ông Hanazumi Hideo đang thăm và làm việc tại Việt Nam vào chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Niigata làm việc với bộ kế hoạch và đầu tư của Việt Nam để triển khai các dự án hợp tác với Việt Nam, tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản trong giai đoạn phát triển tốt đẹp mạnh mẽ và thực chất trên mọi lĩnh vực, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn tỉnh Niigata và ngài thống đốc đã hỗ trợ cho 3.600 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của tỉnh Niigata đầu tư kinh doanh thành công tại Việt Nam. Chủ tịch nước cũng đề nghị tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giáo dục, mở rộng tiếp nhận thực tập sinh và lao động Việt Nam sang tu nghiệp và nâng cao tay nghề trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, nông lâm ngư nghiệp, đẩy mạnh liên kết các doanh nghiệp và trường đại học của tỉnh với các trường đại học, trường đào tạo nghề của Việt Nam. Thống đốc tỉnh Niigata, ông Hanayumi Hideo bày tỏ vui mừng đại diện địa phương đầu tiên của Nhật Bản thăm Việt Nam vào dịp giáp tết của truyền của Việt Nam, cũng là địa phương đầu tiên của Nhật Bản thăm Việt Nam trong năm mới 2023, năm đặc biệt trong kỷ niệm quan hệ hai nước. Trong quan hệ chặt chẽ giữa hai nước, thì hợp tác địa phương hai nước đóng vai trò quan trọng và hiện các địa phương của Nhật Bản mong muốn thúc đẩy giao lưu nhiều hơn các địa phương Việt Nam, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đào tạo nguồn nhân lực các địa phương hai nước đang hợp tác tốt về đầu tư nhưng cần thúc đẩy hợp tác hơn nữa về giao lưu thương mại song phương trên cơ sở các hàng hóa có thế mạnh của mỗi nước